Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đây. Hôm nay mình đã đi đào khoai nha các bạn. Đây là khoai nhà mình đấy. Mình mới đào được một chút thôi, nhưng mà các bạn thấy cái điều gì xảy ra không? Bí mật ẩn bên trong. Khoai đất lạ mà đất quen. Các bạn hiểu câu đấy chứ? Đất lạ là trồng cái khoai này nó thích lắm. Bây giờ mình sẽ tiến hành đào cho các bạn xem. Tí khi nào ra kết quả rồi mình sẽ quay nha các bạn. Do là giờ chỉ còn có một tay thôi. Ha ha, mới đào xong mà thành quả đây nha các bạn. Tọc nó một củ rồi. Thôi kệ. Đây này, đào. Củ khoai mà càng to là không có lo gì hết. Đào. Ui. Thấy gì đấy không bạn? Con red nha các bạn. RX red, sắc red nè. Đi đào khoai mà lại gặp red đấy. Thôi không nghịt nữa. Công việc chính của mình là mày. Tôi đi đào khoai. Mẹ thôi. Các bạn trùm trùm khoai to không lo gì hết, tao khoai to không lo gì hết. Đây, đào cái bụi này là lên dư ăn rồi. Để tí nha các bạn. Càng đào thì càng phát hiện khủng mà ơi. Ơi, đã chưa ạ? Đã lắm. Mà nói chung là cũng hết khoai mất rồi, còn được ít à. Thôi giờ mình sẽ tiếp tục đào nha các bạn. Thì thành quả mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn chịu khó đợi nhé. Thành quả ngày hôm nay các bạn, được củ này to nhất đây. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những clip đào khoai lần sau.